Đây chắc ba rồi. Ok, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Cả ngày hôm nay thì Hùng bận quá, bây giờ mới ra nhà thi đấu được. Và bắt gặp một trận đấu ở nội dung đơn nam rất hay của đời đầu giữa hai tay vợt. Tay vợt gần màn hình chúng ta, tay vợt áo đỏ đến từ Nhật Bản. Tay vợt ở phía xa màn hình, tay vợt áo xanh đến từ Indonesia. Và đây đang là trận đấu thứ 3. Hai tay vợt đánh rất ngang tài ngang sức nhau. Trận đấu thứ 3 điểm số đang là 2 đều. Rất có thể hai vận động viên này là những ứng cử viên cho chức vô địch của giải Sipuchan Hà Nội năm nay. Chúng ta hãy cùng tập trung vào trận cầu nha. Vâng, tay vợt đến từ Nhật Bản đánh rất nỗ hứng. Thấy thế nhờ, đúng không? Quá đẳng cấp. Giống như kiểu hình ảnh của Kento Momota một năm về trước vậy. Thực sự pha đập cầu chéo sân quá hay, rất tốc độ và siết. Ok, cho Hùng gửi lời chào đến tất cả những ai đang theo dõi live stream của Hùng nhỉ. Những ai đang theo dõi live stream của Hùng có thể comment một để Hùng có thể gọi tên, để Hùng có thể chào mọi người đúng không ạ. Hùng có thể cảm ơn mọi người vì đã đang ủng hộ và theo dõi live stream của Hùng. Điểm số 3-2 cho Nhật Bản, rất dẻo. Vâng, lại là một pha cầu đập chéo sân sở trường. Pha đập cầu rất mạnh. Ok, xin chào Hai Hải, xin chào Nguyễn Hoàng. Hello Trịnh Hạnh nha. Đây là điểm số đang là 4-2 cho tay vợt đến từ Nhật Bản. Trận đấu này cũng có thể nói là một trận chung kết sớm. Hai tay vợt rất mạnh. 5-2 cho Nhật Bản. Vâng, rất quyết tâm. Ok, xin chào anh Nguyễn Toán nha, xin chào Trường Nguyễn. Hello tất cả mọi người, chúng ta cùng tập trung vào trận đấu nào. Một trận đấu rất hay. 5-2. Vâng, rất cảm giác. Cầu trong sân. Vâng, đó là một pha cầu hơi vội vàng của tay vợt Nhật Bản. Anh định phi lên bắt bài, tuy nhiên tay vợt đến từ Indo lại ẩn cầu về phía sau. Trận này thực sự rất hay mọi người ạ. Nếu mọi người thấy hay, hãy giúp Hùng dành vài giây chia sẻ live stream để những bạn bè của chúng ta cùng được thưởng thức nha. Rất lắc, bình tĩnh quá. Chéo sân hay chăng? Chém cầu rất lắc. Bình tĩnh quá nhờ. Còn lại một pha lên lưới. Vẫn còn, cảm giác rất tốt. Thực sự trận đấu này quá hay. Ôi, kéo lưới kìa. Vâng, một pha kéo lưới rất cảm giác của tay vợt Nhật Bản. Điểm 6-3, rất xuất sắc. Thực sự đánh cảm giác họ rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Khéo đến 1-2 năm tới Nhật Bản sẽ có những tên tuổi khác sánh vai cùng Momota. Năm nay tại giải Sipucha Hà Nội, Hùng thấy rất nhiều các gương mặt trẻ triển vọng của cầu lông Nhật Bản đánh đơn thực sự rất hay. Điểm 6-3. Shimono vẫn còn, rất nhanh. Vẫn chưa thể kết liễu đối thủ. Vẫn còn kìa, không còn nữa rồi. Lại là một điểm số tiếp theo cho tay vợt đến từ Nhật Bản, 7-3. Vâng, vậy là nửa set đấu thứ nhất. Nửa set đấu thứ nhất của set đấu thứ 3 đã trôi qua. Khoảng cách điểm số được tạo ra. Điểm 7-3 cho Nhật Bản. Rất tốt. Đổi điểm 4-7 cho Indonesia. Rồi, một pha bỏ cầu không chính xác của tay vợt. Của tay vợt tên gì đây? Shimono. Tay vợt Shimono đến từ Nhật Bản. Điểm rút ngắn 5-7, Indonesia phát cầu. Rất dẻo. Rất dẻo. Quá bình tĩnh. Đó là một pha cầu trong sân.
điểm 8 năm. Không biết đó là pha cầu mấy nhịp nữa. Thực sự xem các vận động viên thế giới thi đấu nội dung đơn nam, Hùng cảm thấy mở rộng tầm mắt quá. Cảm giác họ đánh khác hẳn với kỹ thuật của Việt Nam. Về cầu rất tốt. Đệ tử của Tao Phích chăng? Về cầu ăn điểm trực tiếp. Điểm rút ngắn xuống còn 6-8 cho Indonesia. Anh ơi, cái gì nhờ? Tiến Minh gọi mất rồi, thua nước nào nhỉ? Malay có vẻ thằng cao đen không? Tiến Minh hy sinh mất rồi mọi người ơi. Đây là Việt Nam gọi hết rồi, Tuấn Đức, Như Thảo cũng ra đi rồi, Tiến Minh ra đi nốt rồi. Chúng ta giờ chúng ta chủ yếu là xem thế giới đánh thôi. Tay vợt Nhật Bản Hùng chưa cập nhật được thông tin của vận động viên nha. Chỉ biết tên là Shimono thôi. Nhưng nhìn rất trẻ. Ok, điểm 97 cho Nhật Bản. Rồi, xét đấu thứ 3 vẫn rất căng thẳng. Khoảng cách 2 điểm vẫn chưa có gì là đáng kể cả. Phát cầu ra ngoài sân thực sự rất đáng tiếc ạ. Thùy Linh thì em chưa cập nhật được, không biết Thùy Linh như nào. Nãy anh có xem trận Đức Pháp không anh? Thua. Đức Pháp cũng thua rồi mọi người ạ. Thùy Linh ạ. Ôi thế là Việt Nam không còn ai. Đấy, theo thông tin Hùng hỏi. Còn khán giả. đúng rồi. Vẫn còn rất nhiều khán giả chúng ta đang ngồi ở đây cổ vũ cho các vận động viên nước bạn. Việt Nam không còn ai hết. Một thông tin rất buồn. Bắt lưới rất nhanh. Vừa chưa chạm lưới ạ, đó là cầu chạm lưới. Điểm 9 đều rồi. Vâng, vậy là điểm số thế trận đã được cân bằng. 9 đều. Nửa của set đấu thứ 3. Ôi, bên kia đánh trận đơn cũng rất là hay kìa. Thực sự các vận động viên đơn nam bây giờ vẫn còn, vẫn chưa thể kết liễu. Đó là một pha dứt điểm trên lưới khá hiền của tay vợt Indo. Với cái tay rất dài, tay vợt Indo đã giành được lợi thế trong pha cầu vừa rồi. Vâng, lần đầu tiên tay vợt đến từ Indonesia vươn lên dẫn trước điểm 19. Thực sự Hùng cảm giác rằng tay vợt Nhật Bản có một số tình huống mất điểm, cảm giác nó hơi dễ dàng. Vẫn còn rất cố gắng nhưng không còn nữa rồi. Tay vợt Indo có cái tay ve rất dị. Và mấy anh đến từ Indo chắc được tao thích truyền nhân cho. Thực sự đơn nam hay thật, đến vòng này rồi nhìn thằng nào đánh cũng hay. Cảm giác nó di chuyển nó gọn, dã man luôn ấy. Tiến Minh di chuyển nó nhiều bước, nhìn bọn này di chuyển gọn cực. Tiến Minh nó đánh về kinh nghiệm nhiều. Kinh nghiệm với đánh cầu tạt ngang là mới có cơ hội. Về kỹ thuật không ăn được bọn này. Ok, đang giờ cao điểm sao mọi người vắng thế nhỉ? Mọi người có thể dành vài phút giúp Hùng chia sẻ live stream để Hùng xem được, để có nhiều cổ động viên hơn, để Hùng có thể bình luận hay hơn đúng không ạ? Điểm đang là 11-9 cho Indonesia. 11-9 nha mọi người. Hello Long Vũ, hello Mai Công Quy, hello Hoàng Giang. Vâng, cho Hùng gửi lời chào, lời cảm ơn tất cả mọi người nhá. Tranh thủ những phút các vận động viên đang giải lao, chúng ta có thể chào nhau một câu được không? Em sang lúc nào đấy? Em sang từ lâu rồi à? Thế gia đình ngồi với chồng luôn. Việt Nam hy sinh hết rồi, không còn ai cả. Vâng, một pha cầu lỗi, cầu không qua lưới của tay vợt Nhật Bản. 12-9 cho Nhật Bản. 12-9 cho Indonesia. Ok, nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp chia sẻ với nhau. Thực sự trận đơn này quá hay luôn.
vô cầu rất nhanh. Vâng, hãy xem pha xoa lưới của anh ta, xem mọi người có học được không, nhìn đẳng cấp vãi, sợ là xoa lưới nhanh thật. Em cảm ơn anh Huân Nguyễn Đình nha. Hello Mạnh Thường Trần Trần. Hello Yến Linh nha. Xin chào tất cả mọi người, em chào anh Vũ Toàn Hải. Chúng ta lại tập trung vào trận đấu ạ. Đập cầu rất gắt. Cơ hội tấn công cho Nhật Bản vẫn không thể kết liêu. Vâng, pha dứt điểm tiếp theo đã có hiệu quả. Ok, xin chào anh Vũ Hải Toàn. Xin chào chị Nguyên Lý nha. Có 77 đúng không? Bình thường 700. Có nhiều nhỉ? Điểm số rút ngắn xuống còn 10-13 cho Nhật Bản. Shimono, Nhật Bản phát cầu. Bấm cầu rất nhẹ nhàng. Nhìn rõ ràng trong trận đấu này, tay vợt đến từ Indo có lợi thế về chiều cao. Vâng, đó là một pha cầu non của tay vợt Nhật Bản, một pha cầu thiếu lực. Và ngay sau đó thì tay vợt Indo đã chớp thời cơ và giành điểm số 14-10 rồi. Khoảng cách đã là 4 điểm rồi. Liệu rằng tay vợt Nhật Bản có thể vươn lên, liệu rằng tay vợt Nhật Bản có thể san bằng điểm số ở những điểm số tiếp theo hay không, những pha cầu tiếp theo hay không. Cầu tốt. Một trong sân. 11-14. Ok mọi người, tí nữa sẽ live stream trận nào hay sẽ live stream cho mọi người xem thoải mái. Rồi. Rất tốt. Điểm số tiếp theo của đội tuyển Nhật Bản 12-14 rồi. Chưa thể nói trước kết quả của trận đấu này, trận đấu thứ 3. Xem mà nó di chuyển thích thế nhỉ. Bây giờ cần di chuyển được như thế thôi. Rất đáng tiếc, một pha cầu lỗi không đáng có đến từ tay vợt Nhật Bản. Ok, anh Dương Vũ Ánh, Việt Nam tham gia nhiều cho anh. Việt Nam tham gia ít nhất là tầm trên 20 vận động viên. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã bị loại hết rồi. Các tay vợt thế giới, các tay vợt trẻ thế giới họ khẳng định đẳng cấp vượt trội hơn chúng ta. Thực sự mùa giải năm nay là mùa giải buồn nhất, bởi vì bình thường mọi năm thì Việt Nam vẫn có thành tích. Tuy nhiên năm nay thì ở vòng loại đến ngày thi đấu thứ 3 chúng ta đã bị loại hết mất rồi. Và rõ ràng tốc độ phát triển của cầu lông thế giới thì càng ngày càng nhanh, còn Việt Nam của chúng ta thì lại càng ngày càng bị tụt lại phía sau. Ok, xin chào Hải Hàn nhá. Tại sao nói là đen Hải Hàn? Thủ cầu rất tốt của tay vợt Nhật Bản. Non rồi. Thực sự tay vợt đến từ Nhật Bản trong trận đấu thứ 3 này, trong những điểm số vừa rồi, anh ta liên tục có những tình huống cầu non. Và dĩ nhiên với chiều cao và thể lực của mình thì tay vợt đến từ Indonesia rất dễ dàng để có thể dứt điểm và giành điểm số. Điểm bao nhiêu rồi đây? Ok, điểm số 16-13 cho tay vợt Indonesia. Vậy là từ sau khi đổi sân thì tay vợt Indo bắt đầu vươn lên dẫn trước. Lại non rồi. Có vẻ tay vợt Nhật Bản bình tĩnh hơn. Không cảm giác thế. Đã bình tĩnh hơn. Không còn nữa rồi. Cầu non một chút thôi là các vận động viên thế giới gần như sẽ không cho đối thủ có cơ hội. Thực sự không phải so sánh khập khiễng đâu, nhưng mà nhìn các vận động viên thế giới nó đập cầu nó khác hẳn luôn. Đập cầu khác hẳn luôn. Ok, phóng gần lại tí xem cho vui nhỉ. Đập cầu dọc biên rất tốt. Một pha lườn người đập cầu dọc biên quá chính xác của tay vợt đến từ Indo. Indo sung rồi. 18-13 rồi. Tin yêu nó.
Rồi, một pha về cầu rất khỏe, cầu đi ra ngoài, phản xạ rất nhanh. 14-18. Vâng, mọi người đã từng nói đến tinh thần của người Nhật Bản, tay vợt Nhật Bản họ vẫn đang rất quyết tâm. Chúng ta vẫn chưa thể nói trước kết quả của trận đấu này, biết đâu sẽ có chuyển biến ở những phút thi đấu tiếp theo thì sao. Để tay rất dài, cơ hội tấn công. Rồi, rất tốt. 15-18. Hùng cổ vũ cho Nhật Bản nhá. Kể ra thì tay vợt Nhật Bản chiều cao kém hơn, đâm ra là những cái bước di chuyển về cuối sân thường hơi bị với và thường bị non cầu một chút. Nhật Bản cố lên nào, hùng cổ vũ cho Nhật Bản nha. Mọi người luôn thích cơ hội tấn công. Rồi, rất tốt, một pha cầu non đập cầu thẳng vào người là một lựa chọn hoàn toàn sáng suốt ạ. Điểm 16-18, vâng, rất xuất sắc. Đức Phan hy sinh rồi, anh Trần Nhật Quang này thua 2-1 ạ. Hello chị Huế Lưu, xin chào tất cả mọi người nhé. Nếu thấy trận đấu này hay, mọi người chia sẻ để ủng hộ bình luận viên đi nào. 16-18, Nhật Bản phát cầu. Cầu ngoài sân. Đó là một pha quan sát rất chính xác của tay vợt đến từ Indonesia. 19-16, vâng, những điểm số cuối cùng rồi. Sự ổn định và bản lĩnh sẽ được thể hiện ở những đường cầu tiếp theo. Liệu rằng có điều bất ngờ gì xảy ra hay không? Non rồi. Rồi, vẫn rất bình tĩnh. Còn cầu ngoài sân, một pha ẩn cầu rất nhẹ nhàng. Thực sự bên kia cũng có những trận đơn quá hay luôn, trận nào cũng hay. Kể từ thời điểm này Hùng live stream trận nào cũng hay, nên là mọi người hãy cứ đừng rời mắt khỏi live stream Hùng, hãy tiếp tục theo dõi nào. Điểm số cuối cùng rồi. Vâng, rất tốt. Trận đấu vẫn chưa thể kết thúc. 17-20. Vâng, có 3 cơ hội, 3 cơ hội để giành chiến thắng cho tay vợt Indo. 17-20. Vâng, vẫn còn. Tiếp tục là một pha đập cầu tốt. Vâng, tay vợt Nhật Bản vẫn đang rất cố gắng ạ. Cố lên nào, 20 đều đi, để chúng ta còn chiêm ngưỡng những pha cầu tiếp theo. Cố lên, từng điểm một. Vâng, có vẻ Nhật Bản đã chuyển sang thế chủ động công hơn rồi. Không còn gì để mất nữa rồi. Bây giờ cho Indo nó công thì gần như là không có cơ hội. 18 rồi. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Nhật Bản đi nào. Ai cổ vũ cho Nhật Bản, cầm mình Nhật Bản cố lên. Nói chung là người Nhật Bản, những cái hành xử của người ta thì luôn luôn được mọi người yêu quý thực sự. Nhìn cảm giác rất là yêu mến luôn từ cái nhìn đầu tiên. Cái gì đấy? Các bạn cười cái gì đấy? Xong. Vẫn còn, cố lên nào. Hay. Rồi, không còn nữa rồi. Chiến thắng rồi với Indo. Vâng, tay vợt Nhật Bản rõ ràng anh ta đã rất cố gắng và nỗ lực. Tuy nhiên chân anh ta hơi ngán. Ok, và bây giờ thì Hùng sẽ quan sát xem sân nào đang là sân hay nhất tiếp theo để Hùng gửi đến mọi người nha. Tiếp tục là nội dung đơn nam, đang là loạt đơn nam. Ok, mọi người đừng rời mắt khỏi live stream của Hùng.
và hãy tranh thủ những phút Hùng di chuyển máy quay, hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này đến nhiều người hơn nữa nào. Rất nhiều người được mong muốn theo dõi những trận đấu hay và kịch tính như này, họ không biết xem ở đâu, vậy thì mọi người hãy giúp họ đi. Để Hùng xem bên này có hai trận đơn nhìn có vẻ rất hay. Bên này cũng là tay vợt Nhật Bản, và một tay vợt Nhật Bản đã bị loại rồi. Được, tay vợt này có thể trụ lại ở trận đấu này hay không? Xem Đài Loan gặp Malaysia nha mọi người. Nhìn hai anh này dáng đẹp hơn chứ đánh mê hơn. Ok, chào mừng mọi người đến trận đấu giữa Malaysia và Đài Loan, Taiwan. Ok, vậy là đây là trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ nhất thì tay vợt đến từ Malay, tay vợt phía xa màn hình đã giành chiến thắng. Và bây giờ anh ta đang dẫn trước với điểm số 19-13 trong trận đấu thứ hai rồi. Chỉ còn hai điểm số nữa thôi. Chúng ta hãy theo dõi nốt hai điểm số cuối cùng của trận đấu này để chuyển sang trận đấu giữa Indonesia và Nhật Bản. Trong trận đấu Hùng vừa live stream trước thì Indonesia đã giành chiến thắng. Và rất hy vọng rằng trong trận đấu này thì Nhật Bản sẽ giành chiến thắng ngược lại. Để Nhật Bản có những đại diện tiếp theo vào vòng trong. Hello anh Ngô Văn Bình, Hải Đăng bị loại ở trận thi đấu thứ hai rồi ạ. Hải Đăng đã gặp phải một tay vợt rất mạnh. Ok anh Nguyễn, hello, ok chị Nguyễn Toán ở trên sân bây giờ đang là loạt đơn nam, không có trận nữ nào chị ạ. Ok, vậy là chiến thắng dành cho tay vợt đến từ đây. Đây chính là sân hôm qua mà Jujeon Seong, Kim Sarang, Kim Đắc Răng và Thanbon Heong thi đấu. Bây giờ chúng ta hãy đến với sân đấu này, trận đấu giữa Indonesia and Japan. Set đấu thứ nhất. Vâng, một pha phát cầu lỗi của tay vợt đến từ Indo, điểm 10 đều trong set đấu thứ nhất. Có vẻ đây là một trận đấu rất ngang tài ngang sức. Đến điểm số, đến nửa set đấu rồi, vẫn chưa có khoảng cách được tạo ra. Điểm 10 đều. Và một pha vồ cầu không tốt của tay vợt đến từ Indonesia. 11-10 cho Nhật Bản. Hello Quang Huy nha, hello anh Hoàng Nguyễn, hello Nguyễn Bảo Sơn, hello Quang Văn Liêu. Chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Vâng, tranh thủ những phút các vận động viên nghỉ ngơi, chúng ta lại chào nhau nữa nào. Có ai muốn chào Hùng không ạ? Nếu mọi người không muốn chào Hùng hãy comment 1 để Hùng có thể cảm ơn và chào mọi người nào. Cảm ơn những ai đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Ok, chấm cũng được ạ, xin chào anh Sơn Thanh Nguyên nha. Và mọi người cùng tag bạn bè của mình vào xem đi. Đặc biệt là những ai thích xem đơn nam thì mọi người hãy tag bạn bè của mình vào xem. Những ai thích xem đơn nam, ok, xin chào anh Quốc Khánh. Xin chào Hoàng Nguyên. Ok, xin chào chị Nguyễn Toán, xin chào Bùi Quốc Tịnh. Đang ở sân Tây Hồ. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu nào. 11-10 cho Nhật Bản. Naraoka. Rất đáng tiếc cho tình huống phát cầu ra ngoài sân. Điểm số 11 đều. Ok, xin chào chị Hạnh Hà nha. Xin chào anh Quốc Khánh, xin chào anh Lê Thọ. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hùng. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người. Và rất hạnh phúc vì nhận được sự theo dõi của mọi người, theo dõi ủng hộ của mọi người. Rất bình tĩnh. Những bước di chuyển khá nhẹ nhàng. Vâng, đây không phải là pha vồ cầu lỗi nữa rồi. Vồ cầu rất chính xác.
12-11 cho Indonesia. Tay vợt áo xanh chuối nha. Hello Tuấn Hy, Đức Pha thua 2-1 mất rồi mọi người ơi. Đức Pha thua mất rồi. Điểm 12-11 Indonesia phát cầu, Nhật Bản đỡ cầu. Đập cầu rất mạnh thẳng vào người, tuy nhiên anh ta vẫn có thể thủ được. Một pha đập cầu dọc biên đúng góc sân, quá chính xác. 12 đều. Chính xác anh Nhật Tân ơi, Việt Nam hình như là không còn một ai cả, loại mất rồi. Năm nay đen quá. Năm nay có vẻ trẻ, người ta mạnh quá. Có vẻ cầu lông thế giới tốc độ phát triển càng ngày càng nhanh. Còn Việt Nam chúng ta thì vẫn đang bị chậm lại phía sau. Rất hy vọng rằng những tài năng trẻ Việt Nam có thể đột phá trong những thời gian tới. Alo. Anh Án hôm nay gọi ngủ đi xem cầu mà. Điểm 13-12 cho Indonesia. Tiến Minh cũng thua mất rồi, Tiến Minh thua Malaysia anh ạ. Vâng, lại là một pha đập cầu dọc biên sở trường, cầu trong sân. Vâng, rõ ràng tay vợt đến từ Indo nên hạn chế những tình huống cầu như vậy. Bởi vì chỉ cần non một chút ở góc vặn sườn thôi là tay vợt đến từ Nhật Bản sẽ di chuyển rất nhanh và dứt điểm dọc sân. Rất khó đấy. À nhầm, Tiến Minh thua Đài Loan, đúng rồi anh Kevin Nguyên. Tiến Minh thua Đài Loan. Hello Tranh Nguyên. Một pha phong cầu chéo sân không chính xác của tay vợt đến từ Indo. Nhật Bản vươn lên dẫn trước 14-13. Vâng, rõ ràng từ trận đấu đến giờ thế trận luôn rất cân bằng. Hai tay vợt thay nhau giành điểm, bám đuổi nhau từng điểm số 1. 14-13 cho Nhật Bản. Naraoka phát cầu. Vâng, lại là một pha cầu lỗi của tay vợt Indo. 15-13. Đúng rồi, Hải Đăng và Đức Phát rất triển vọng. Tuy nhiên điều kiện phát triển ở Việt Nam thực sự còn kém xa với nước bạn. Đập cầu trong sân. Tay vợt đến từ Nhật Bản cho rằng đó là một pha cầu đập cầu ngoài sân. Nhưng trọng tài với quyết định rất kiên quyết. Cái sự pha đập cầu đấy quá mạnh, Hùng ngồi ngay đây Hùng không nhìn thấy. Điểm 14-15. Cơ hội tấn công dọc biên. Rồi, một pha đánh cầu lỗi không đáng có ở tay vợt Indonesia. Thực sự rất đáng tiếc. 16-14 cho Nhật Bản. Vâng, theo cảm giác của Hùng, theo Hùng so sánh thì trận đấu lúc trước mà Hùng live stream giữa cũng Nhật Bản Indo thì có vẻ hai tay vợt đó đánh tốt hơn hai tay vợt này. Cầu vẫn trong sân. Vâng. 17-14, vậy là khoảng cách 3 điểm được tạo ra, khoảng cách lớn nhất từ đầu trận đấu đến giờ đã được tạo ra. Tay vợt Nhật Bản đang dẫn trước đối thủ của mình 3 điểm. 7-3, Nhật Bản phát cầu. Cầu ngoài sân, tiếp tục là một điểm số cho Nhật Bản. Vâng. Nếu cứ tiếp tục duy trì thế trận như này và trạng thái tâm lý như này thì chắc chắn là tay vợt Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất này. Hùng quan sát thì tay vợt đến từ Indo rất trẻ. Vẫn còn rất cố gắng. Vâng. Liệu rằng điểm số có dành cho tay vợt Nhật Bản không? Vẫn rất chắc chắn. Bình tĩnh quá. Cơ hội tấn công. Còn một pha thủ móc cầu rất chủ động của tay vợt Indo, nhưng đó là một pha cầu cạch. Điểm số 19-14 rồi, khoảng cách 5 điểm ở cuối trận đấu rồi. Rất khó có thể săn lấp. Naraoka Nhật Bản phát cầu.
Ok, anh Đạt Lương Đức Phát thua mất rồi anh ạ. Rất tỉnh táo. 20 14 Game point. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Tay vợt Nhật Bản rất điềm tĩnh. Còn tay vợt đến từ Indo có vẻ có một chút tâm lý không vững vàng bằng. Gõ cổ tay rất tốt nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Điều cầu góc sân, đó là một pha ra cầu ngoài sân. Cầu ra ngoài sân khá nhiều. Mười lăm hai mươi rất khó. Rồi, hay lại còn may, đó là một pha cầu lật lưới, một pha đập cầu rất mạnh. Trận đấu thứ nhất kết thúc, chiến thắng dành cho Nhật Bản. 21-15. Rõ ràng ở nửa trận đấu thì hai tay vợt bám đuổi nhau từng điểm số một. Tuy nhiên ở nửa sau của set đấu thì Nhật Bản đã vươn lên rất mạnh mẽ. Còn ngược lại, tay vợt đến từ Indo đã gặp phải một chút vấn đề về tâm lý. Anh ta đánh hỏng khá nhiều. Và đó là một set đấu hoàn toàn chiến thắng, hoàn toàn xứng đáng cho Nhật Bản. Và ở trận đấu trước cùng live stream thì đại diện của Indonesia và Nhật Bản cũng đã đối đầu nhau. Tuy nhiên chiến thắng dành cho Indonesia, đó là một trận đấu rất đẳng cấp. Có vẻ buổi tối ngày hôm nay thì lịch thi đấu đã được giãn ra rồi. Theo quan sát của Hùng thì ở 4 sân đấu trên sân thì bây giờ chỉ có 2 sân đang đánh thôi. Ok, chúng ta lại chào nhau cái nhờ. Xin chào anh Tiền Trấn. Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh Tiền Trấn nhờ. Hello anh Nguyễn Phi Hồng, hello Vũ Hải Đăng, hello anh Kiên Lê. Đó, mọi người chào Hùng đi nào. Để Hùng chào mọi người nào. Tranh thủ những lúc các vận động viên đang giải lao thì chúng ta giao lưu với nhau để hiểu nhau nhiều hơn đúng không ạ? Hùng rất thường xuyên live stream các giải đấu cầu lông, phong trào cũng như các giải đấu quốc tế tại Việt Nam. Vâng, ở trên trang cá nhân của Hùng, trong album video của Hùng có hàng nghìn video live stream khác nhau của các giải đấu cầu lông phong trào cũng như cầu lông quốc tế tại Việt Nam. Và thời gian tới thì Hùng còn sẽ tích cực live stream hơn rất nhiều. Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để cùng cập nhật và thưởng thức những trận đấu, những giải đấu hay mà Hùng sẽ live stream trong tương lai. Ok, em xin chào chị Điêu Thúy Kiên nha. Em chào chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Ok, anh Nguyễn Toán, yên tâm hôm nay em đủ sức chào tất cả những ai đang theo dõi live stream của em luôn. Ok, chúng ta trở lại với trận đấu. Nhật Bản phát cầu không đều xếp đấu thứ hai. Cơ hội tấn công, điểm số đầu tiên. Vâng, pha bay người cứu cầu rất tốt. Đó là một pha về cầu rất tốt nhưng rất tiếc là cầu lại ra ngoài sân. Em cảm ơn anh Cường Lê rất nhiều nha. Ok, xin chào anh Nguyễn Minh Hiếu. Vâng, Hùng bảo Hùng đủ sức để chào tất cả mọi người luôn. Điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai thuộc về tay vợt Indo, tay vợt phía gần màn hình của chúng ta. Hello chị Dương Thơ nha. Vâng, đó không phải là một pha cầu may mắn cho tay vợt Nhật Bản, cầu không qua lưới. 2-0 cho Indonesia. Điểm 2-0. Và Hùng tưởng rằng đó là một pha đập cầu. Vẫn còn thủ cầu rất chắc và những bước di chuyển rất linh hoạt và chắc chắn. Kê cầu rất sát lưới. Đó là một pha bỏ cầu chính xác. Trọng tài xác định cầu ngoài sân.
Vâng, vậy là điểm số đầu tiên cho tay vợt Nhật Bản 1-2. Ok, anh Peter Kiên, và niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam anh Tiến Minh cũng đã phải chịu thất bại trước tay vợt đến từ Đài Loan. Rất đáng tiếc. Vậy là năm nay tại giải cầu lông Sivuta Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên không có danh hiệu. Vẫn còn, Nhật Bản thủ cầu rất chắc chắn. Vẫn còn. Vâng, pha dứt điểm thứ 3, tay vợt Indonesia có thể giành điểm. Điểm số 3-1, Indonesia phát cầu. Em chào chị Bùi Quyến nha, chào mừng chị đến với livestream của em. Chém cầu rất sát lưới, vâng, ăn điểm rồi, rất xuất sắc. Một pha chém cầu đầy cảm giác của tay vợt Nhật Bản. Điểm rút ngắn 2-3 cho Nhật Bản. Đây, nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp chia sẻ livestream nha. Coi như là một lời động viên đến bình luận viên, cũng như là chúng ta chia sẻ những đường cầu hay, những trận cầu hay đến với đồng đội, những người bạn của chúng ta, để chúng ta cùng nhau thưởng thức, để nâng cao tinh thần thi đấu và niềm đam mê cầu lông nào. Không đảm bảo rằng sau những live stream này mọi người sẽ cảm thấy yêu cầu lông hơn, và hơn nhiều nữa. Nhiều hơn nữa. Tinh thần tập luyện cầu lông của mọi người sau giải đấu này, sau khi live stream của Hùng, đảm bảo sẽ tăng lên 1000% luôn. Điểm 2-3 Nhật Bản phát cầu. Cơ hội tấn công vẫn còn, rất tốt. Rất bình tĩnh. Cùng thấy rằng các tay vợt Nhật Bản, gần như tất cả tay vợt đều có một cử chỉ rất điềm đạm và bình tĩnh. Không biết là trong quá trình huấn luyện và tập luyện, họ phải rèn giũa con người như thế nào, mà tay vợt nào cũng có trạng thái tâm lý và sự ổn định rất là tốt. Ok, vừa rồi là một pha đập cầu chéo sân rất mạnh của tay vợt Indo. Ok, xin chào Uyên Vũ nha, giờ mới thấy anh Ly. Cả ngày hôm nay loay hoay với trận đấu của các huyền thoại, mãi mới có thể cóp sang máy tính và chỉnh sửa đăng lên YouTube cho mọi người được. Điểm 4-2 cho Indo. Bình tĩnh quá. Vâng, một pha cài cầu rất lắc của tay vợt Nhật Bản. Điểm 3-4. Vâng, thế trận ở nửa set đấu thứ hai, ở nửa đầu set đấu thứ hai vẫn giống như set đấu thứ nhất, rất là cân bằng. Các tay vợt bám đuổi nhau từng điểm số 1 và khoảng cách vẫn chưa được tạo ra. Hai nhịp khá ngẫu hứng. Thủ cầu rất chắc chắn. Nhưng rất đáng tiếc trong tình huống chém cầu tiếp theo, anh đã chém cầu vào lưới. Ok, anh Cường Trần YouTube của Hùng là support Hùng Badminton nhá anh. Còn trận đấu của Jujeon Seong, Kim Sarang, Tan Bo Heong và Kim Dak Jang hôm qua, Hùng đã quay lại ở chế độ Full HD với góc quay rất đẹp. Nếu mọi người muốn thưởng thức lại trận đấu đó, có thể truy cập kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Góc quay đẹp nhất luôn. Vâng, rất đáng tiếc cho pha đập cầu ngoài sân của tay vợt Nhật Bản. Anh ta đã điều cầu rất khéo, nhưng trong tình huống dứt điểm cuối cùng, pha cầu lại không chính xác. Đúng rồi chị Yên Vũ, đúng rồi Yên Vũ, anh cảm ơn em nhiều nhá. Sport Hùng Badminton tổng hợp rất nhiều các video cầu lông hay, cầu lông phong trào Việt Nam cũng như thế giới. Điểm 6-3 cho Indonesia. Rồi, khoảng cách bắt được đầu được tạo ra rồi, rất nhanh. Rất hay. Vâng, đó là một pha đập cầu với của tay vợt đến từ Indo. Cầu vào lưới. Đổi điểm 4-6. Chém
thế giới nó đánh sợ mà. Đơn kinh thế. Bên kia, sân bên kia có một trận đấu đang rất hay nếu không không nhầm là cuộc đối đầu giữa Malaysia và Indonesia. Điểm 5-6 cho Indonesia. Điểm 5-6 cho Nhật Bản. Vâng, theo các cổ động viên cho biết thì hai trận đấu trước, hai đại diện của Nhật Bản đều đã bị loại. Và đây là một trong những niềm hy vọng cuối cùng của cầu lông đơn nam Nhật Bản tại giải đấu Shibuya Hà Nội năm nay. Thông tin rằng tay vợt này sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Không hiểu sao ông có ấn tượng rất tốt về những tay vợt Nhật Bản. Cơ hội dứt điểm. Vâng, đó là một pha dứt điểm rất mạnh và uy lực. Điểm 6 đều rồi, vậy là thế trận lại trở lại thế cân bằng. Ok, xin chào anh Trần Duy Mỹ. Cảm ơn anh nhiều nha. Chào Yên Vũ, chiều nay Thùy Linh thua nha. Nói tóm lại là Việt Nam loại hết rồi. Năm nay là năm không có danh hiệu. Vậy vậy là từ ngày hôm nay trở đi mọi người sẽ được hãy tập trung vào xem hoặc học hỏi các vận động viên đến từ thế giới. Cá cưng Indo thắng tiếp. Ok, vậy là ở sân đấu bên kia, trận đồ đấu giữa Indonesia và Malaysia, chiến thắng dành cho tay vợt đến từ Indonesia. Còn rõ ràng rất nhiều tay vợt đơn nam của Indo đã vào vòng trong. Liệu rằng trong trận chung kết có phải là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt Indo hay không, hay có đại diện của Đài Loan và Indo? Vâng, suýt nữa đó là một pha phòng thủ không tưởng. Nhưng mà Hùng chỉ nói là suýt nữa thôi nhá. Vì trong tình huống vừa rồi tay vợt Nhật Bản không thủ cầu qua. Ok, vậy là buổi tối ngày hôm nay Hùng được về ngủ sớm rồi. Ok, đây là trận đấu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Điểm đang là 7-6 cho tay vợt Indonesia. Vâng, một pha cầu hai nhịp rất hay đã đánh lừa được tay vợt Indo. Điểm 7 đều rồi. Trận đấu thứ hai vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Có lẽ là Hùng thích con người Nhật Bản. Đập cầu như bom và qua đập cầu dọc biên không thể cản phá. 8-7 cho Nhật Bản. Hello anh Trần Quang Nhật, em vẫn đang là sinh viên nhá, chưa có vợ, người yêu chưa có. Chó không có con nào luôn. Không có con nào luôn. Chó cũng không có con nào luôn. Mèo cũng không có luôn. Chỉ mấy có mấy thằng bạn chó thôi. Chỉ lắm rận thôi. Ok anh Tun Tun, chó làm gì? Cầu lông Việt chuyên nghiệp của mình còn không đánh được người ta làm sao, quốc học phong trào làm sao mà đánh được. Rất là khéo léo. Vâng, kê cầu rất cảm giác. Có vẻ tay vợt Indonesia đã bình tĩnh hơn trận đấu thứ nhất. Vâng, khen ai thì người đó đánh hỏng. Ok, tay vợt Nhật Bản đang vươn lên dẫn trước với điểm số 17. Ok, xin chào anh Khương Đức nha. Không phải mua vé như anh Minh Lục đây. Mọi người hãy sắp xếp thời gian đi. Chủ nhật đánh chung kết. Đại loại là 14, không biết phải chủ nhật không. Rồi anh Khương Đức, đôi Hàn ngày mai mới đánh thì sao anh ạ? Hôm nay đôi Hàn chưa đánh trận nào đúng không? Hôm nay 1-2 đôi vào. Đôi Du vào. Đôi Du hôm nay có đánh không? Vào thắng đôi Hàn Công. Hôm nay đôi Du đánh rồi mọi người ơi. Ok, xin chào Huyền Thương, xin chào tất cả mọi người. Vâng, vậy là nửa set đấu thứ hai đã trôi qua, trận đấu cuối cùng trên sân của ngày hôm nay. Ok, anh Nguyễn Đức Dũng ở đây không phải support Lào Cai Hùng nha, support Lào Cai Hùng là thằng em của em.
Còn em là support Hùng nha. Support Lào Cai Hùng là đứa khác đấy. Em mà khen Indo thì Nhật Bản thắng nha. Ok, chị Nguyễn Toàn. Ok, xin chào Nguyễn Huỳnh Nam nha. Cảm ơn Huỳnh Nam đã có lời chào gửi đến anh. Vâng, trận đấu sắp kết thúc rồi mọi người. Giúp Hùng chia sẻ livestream với nhà thi đấu Tây Hồ, đúng rồi anh Minh Lục ơi. Nhà thi đấu quận Tây Hồ nằm trên đường Võ Chí Công nha anh. Nhà thi đấu to đùng luôn, ở nằm ở ngay chỗ ngã tư giao Võ Chí Công với đường Xuân Đỉnh. Xuân La Xuân Đỉnh. Ok, hôm nay anh Du đánh 2-0 thắng dễ dàng lắm. Chờ vào vào trong thì quay anh Du nha. Điểm 11-7 Nhật Bản phát cầu. Vâng, 12-7 rồi. Khả năng cao tay vợt Nhật Bản sẽ có thể giành chiến thắng luôn trong set đấu thứ hai này. Bởi vì Hùng thấy rằng tay vợt Nhật Bản rất bình tĩnh, còn ngược lại tay vợt Indo thì trạng thái tâm lý không được tốt lắm. Có rất nhiều đường cầu hỏng đáng tiếc. Ok, xin chào anh Tưởng Nguyễn nha. Xin chào Trung Kiên Đỗ nha. Chúng ta trở lại trận đấu nào. 12-7 Nhật Bản, khoảng cách 5 điểm rồi. Rồi 13-7 rồi. Tay vợt đến từ Indonesia, ông để ý rằng các tay vợt đến từ Indonesia rất thích sử dụng các sản phẩm của Lai Linh. Đấy, tất cả các tay vợt Indo đều dùng đồ Li Ninh hết, không biết là Li Ninh tài trợ hay là họ thích dùng đồ Li Ninh nữa. Vâng, một pha cầu hai nhịp rất dẻo. Ôi vẫn còn kìa, rất cố gắng. Dã man chưa. Nhưng rất tiếc trong pha dứt điểm vừa rồi. Tay vợt Indonesia lại có một pha đánh cầu rất chuẩn xác. Vâng, rõ ràng trong pha cầu vừa rồi thì Nhật Bản đã rất cố gắng và có những đường cầu rất hay. Tuy nhiên điểm số lại dành cho Indo với một pha đập cầu rất uy lực và chính xác. Có phải thằng này không em ơi? Có phải Nhật Bản này không hay Nhật Bản khác? Đúng rồi ạ, Tiến Minh toạt rồi anh, toạch rồi anh Cường Trần ạ. Tất cả vận động viên Việt Nam loại hết mất rồi. Vô cầu rất nhanh, không còn cơ hội cho tay vợt Indo. Vâng, 14-8 rồi, khoảng cách 6 điểm. Rất khó để tay vợt Indonesia có thể đuổi kịp. Có thể san bằng điểm số. Đấy, xin chào anh Nam, cảm ơn lời khen của anh. Hello anh Nguyễn Tiến Sáng, hello Đặng Xuân Thắng. Chúng ta trở lại trận đấu 14-8 cho Nhật Bản. Nhật Bản vẫn rất điềm tĩnh. Vâng, đã hay lại còn may lại tiếp tục là một pha kê cầu lật lưới. 15-8, khoảng cách 7 điểm rồi, gần gấp đôi rồi. Ok, anh Đặng Xuân Thắng, Đức Phát đánh rồi và cũng thua 2-1 rồi anh ạ. Những cái bộ đồ mọi người, những cái bộ đồ của Li Ninh ấy, những cái bộ quần áo của Li Ninh ấy rất là đắt. Hàng chính hãng rất là đắt. Riêng đồ cầu lông, quần áo Lai Linh rất là đắt luôn mọi người ạ. Toàn tầm 1 triệu một bộ trở lên thôi. 1 triệu một bộ cơ bản thôi, còn bộ của tuyển toàn 1 triệu mấy thôi. Đây là trận đấu cuối cùng ở trên sân nha anh Hồng Đức ơi. Một pha ve cầu rất tốc độ. Tiếp tục là một pha đập cầu với tay vợt Indo. Cầu vào lưới. Vâng, rất nhiều tình huống cầu lỗi của tay vợt Indonesia. Vâng, vận động viên đến từ Nhật Bản đã hoàn toàn áp đảo đối thủ về tâm lý. Hay thế nhở, Hùng rất thích cái pha cầu bỏ nhỏ hai nhịp đó ở tay vợt Nhật Bản. Anh ta đã giành được cơ hội tấn công rất nhiều nhờ pha cầu sở trường đó. Kéo lưới kìa. Ồ, quá xuất sắc, không còn gì để có thể, thực sự không còn lời nào để khen nữa, quá hay. Ok, Đức Thắng lúc sáng, Đức Phát lúc sáng chưa thắng nhưng mà chiều lại thua mất rồi ạ. Ok, anh Quy Junex Việt Nam nghỉ toàn đoàn rồi ạ, không còn ai. 18-8 rồi. Kinh, thủ sợ thật.
Theo Giang Thanh cung cấp thông tin thì tay vợt Nhật Bản này chính là tay vợt đã vô địch Nhật Bản năm vừa rồi, năm nay. Tay vợt trẻ của Nhật Bản. Rồi, tí nữa ông phải xin chụp ảnh với anh này mới được. Mấy hôm năm nữa lại số 1 thế giới thì bỏ mẹ. Thôi đập thế thì ai chơi. Dứt điểm quá tốt. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai và cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu. 28. Vâng, tay vợt Indo chưa thể lên được điểm số thứ 10. Nhật Bản rất quyết tâm và nghiêm túc. Ôi, thực sự tay vợt Indo đang bất lực rồi. Hùng phải nói thẳng là như thế. Không làm cách nào để có thể chết được. Cầu ngoài sân, một chiến thắng rất xứng đáng cho Nhật Bản trong set đấu thứ hai. Hùng không ngờ là trong set đấu thứ hai tay vợt Nhật Bản lại tạo ra áp đảo tỷ số như thế. 21-8, không lên được 10 luôn. Ok, cách đánh gần giống Momota luôn, tuy nhiên chiều cao thì thấp hơn Momota mọi người ạ. Anh không có áo đen Junex giống mấy anh trận trọng tài nha. Áo Junex cái đẹp phết nhờ. Ok, tay vợt đến từ Nhật Bản. Ok, một tay vợt rất trẻ từ Nhật Bản, nhìn mặt trẻ măng luôn. Ok, ông kết thúc live stream ở đây. Một chiến thắng rất xứng đáng dành cho tay vợt Nhật Bản. Và đây cũng là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ 3 tại giải cầu lông Kawasaki Hà Nội, hay là giải cầu lông Shibuya Hà Nội. Và ông xin phép kết thúc live stream. Hẹn gặp mọi người tại những live stream tiếp theo. Đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để nhận được thông báo các trận đấu hay ngay khi Hùng bắt đầu live stream. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và ý nghĩa. Goodbye. Bình luận viên Sport Hùng.